Hello anh em ha, em xin chào tất cả anh em chim. Hôm nay em có qua chỗ anh Thành Lê chim cảnh á, anh em. Chỗ anh Thành Lê á, chỗ 440 đường Thống Nhất á, anh em. Đó, em có tuyển một em đuôi 18 so lê ha. Thì ảnh kêu 18 so lê thì em về em cũng không có thước nên em cũng không có đo. Nhưng mà tình trạng con chim á, nó chim thì lanh nhưng mà tình trạng chim nó ốm anh em. Thì mình kiểm tra con chim nếu như mà nó mập á, ở dưới cái lườn cái ức nó anh em, mà nó mập á, nó không ló xương á, thì anh em á, về hả ngày hai ngày sau anh em tập cám cũng được. Nhưng tình trạng con chim này nó ốm quá anh em, nó ốm ló lườn luôn, nhưng mà cũng còn lanh, nó cũng còn đủ minh mẫn ha. Đó, tỉnh táo thì em bố trí như thế này, lòng em sẽ trùm kín lại ha. Đó, rồi em cho nó một cống nước thiệt đầy, nó muốn tắm hay nó muốn uống gì tùy. Rồi, đa số chim đi xa nó sẽ hay khát nước mà nó hả mỏ nó ngáp ngáp anh em, là chim khát nước ha. Đó. Rồi em sẽ bố trí một cái cống nhỏ có sâu trên này và một cái cống đáy lồng ha, cũng có sâu, và bỏ mua thêm một ít cám để cho chim nó làm quen dần. Rồi em cũng có bỏ một bịch cào cào, nó cào cào non anh em ha. Rồi với năm con dế ngắt chân hết ha anh em. Đó, để cho con chim nó ăn cho nó mạnh khỏe. Đó, mình theo dõi cho nó ha. Nếu như mà con chim một tiếng hai tiếng sau mà anh em thấy cái lượng mà thức ăn anh em bỏ vào lòng á, nó không vơi đi, nó không hết anh em. Ví dụ anh bỏ 5 con dế mà giờ anh chỉ còn thấy đúng 5 con dế hoặc là nó vơi đi á, thì chim nó ăn thì ok. Còn nếu như mà 5 con dế nó còn nguyên, sâu không đụng tới, cào cào không đụng tới là anh em phải căng kịch liền. Đó, một tiếng sau anh em phải cắt cái bụng con dế ra, anh em á hả, banh mỏ nó ra, anh em cho nó ăn ha. Đó, thì con chim nó sẽ khỏe. Cứ nửa tiếng, một tiếng sau anh em cứ cho ăn 2-3 bụng con dế, là một ngày anh em cho chừng 4-5 lần là con chim nó sẽ khỏe thôi. Anh em chăm chừng 2 ngày 3 ngày là con chim nó sẽ khỏe, sẽ mạnh, tự ăn lại được ha. Còn như con chim này thì em nghĩ nó cũng không đến nỗi phải banh miệng ra bỏ cho nó ăn đâu, nhưng mà em vẫn theo dõi ha. Thì đó là cách mà anh em mua một con chim bổi từ tiệm về, hay là từ một cái chỗ mà bán cung cấp cho anh em, hay là cho anh em gì đó, anh em về anh em theo dõi ha. Đó, để tránh trường hợp là con chim của anh em nó bị chết. Thứ nhất là uổng tiết con chim, cái thứ hai nữa là con chim nó chết tội nghiệp nó, và cái thứ ba nữa là anh em sẽ mất tiền đó. Thì con chim lửa nuôi dễ lắm anh em. Đó, con chim bổi về đó anh em, mới bổi về luôn mà đứng lòng vậy đó. Đó, thì em ở đây em lựa con chim là thứ nhất là mỏ ngắn, cái thứ hai nữa là dáng mini, dáng nhỏ anh em, dáng càng nhỏ càng tốt đó. Còn đuôi dài không là tùy anh em ha, tiền nào cũng nấy. Anh em có tiền ít chơi dân ngợi thì anh em hả chơi đuôi ngắn, còn em có tiền nhiều thì anh em chơi đuôi dài nó đẹp hơn, tùy đó, điều kiện kinh tế của mỗi anh em đó. Vậy thôi anh em ha, mình xin kết thúc clip tại đây ha, và mình sẽ chia sẻ cách tập cám cho chim ha. Chim lửa tập cám cũng dễ lắm em, có con thì vài ba ngày là nó ăn rồi, có con là cả tuần chưa ăn cám, thì cũng tùy, thì mỗi con nó khó vô cám hay dễ vô cám ha. Rồi cảm ơn anh em ha, anh em thấy clip hay thì anh em nhớ đăng ký kênh và like video giúp em ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye anh em.